cháy một cái là đủ má, bỏ hết cho dừa vô phải không? Mình chơi dàn thang vô. Mình chút rồi ta cào lì chán cái là xuống ta lấy dừa xuống nữa. Cho dừa đó đó hả? Má thang dưới dàn đó. Có làm cái thuốc đúng không vậy? Hả? Không. Thử này đó, lấy đi. Có thuốc bọng. Đúng không? Khô bỏ đạn trên. Còn ở trên đi. Ở trên không sao? Ở trên cũng xuống. Lấy cái miếng này ra coi. Không có gì chim ở dưới chứ. Bỏ đại chơi, bỏ đại đi rồi bỏ này lên. Bỏ lên đó. Đại vô. Đừng miếng này chứ, quá vậy đó. Nhét kẻ. Đốt cái nhét kẻ đó. Đốt cái màu đó. Cho nó thấy nó gụng xuống. Má đậu sâu quá trời. Má ngạt quá không lỡ thuốc hơi. Đó mà cháy bây giờ nè. Má lửa than nhiều lắm rồi cái gì? Nó bắt đà nó cháy rồi đó, nhưng mà cháy này hơi lâu. Mua dạ đốt ở trên, phủ xuống. Má nhậu xong đốt cái nhà luôn. Đốt mình vừa nhà có điện tôi quy đồ sẵn đó. Có ai vậy? Có em và con. Đấy đã. Góp chút lên chảnh rồi rửa luôn. Rồi, miệng cắt đi ha. Rồi cắt cái nó ngon trời để đầu đi, ăn bỏ đầu. Cắt ra nó ra nước hết. Nó xì hơi hết. Đấy rồi đó. Con cá chút kiếm cái cây xỏ nè. Cái cây bự bự á, mình xỏ ngang rồi đừng cho nó cong, mình dễ chở. Cây này cứ bự bự đó. Đó, bỏ trái nó vô kia rồi tắt luôn á. Không cháy đâu, cháy đâu, không cháy đâu. Đấy không? Chặt ra dính mới cháy. Cháy đi. Từ từ cho mấy kia nó bắt đà nó cháy rồi cái mình hâm bồi mấy thằng miếng đó lên. Rồi rửa nó bắt đi cha. Trời ơi, đủ mấy chui thành than vậy chứ mày lo quá mày. 30 giây thì xong rồi, đem cá về nè để xỏ ăn cá tôi rửa ra. Gì quạt. Như vậy ngồi ký rồi không có con nào nhỏ hơn con đó đâu. Đụng má không có con nào nhỏ hơn, không có con nào dưới ký chứ. Vừa tội đi cởi đủ má này nè, sao bảy chỗ đi lột nhớt cá lóc này ra, cạo nhớt nó ra được rồi. Nướng mà cạo gì mấy trời. Dạ cây cái đủ đó là có mía không ơi, có mía không? Má cá lóc sợ nước mía á. À, đây là cái mía nó xuống nghe chồng. Ổn nhiều cái rồi má. Má nãy quên gì nhà tao chặt cái mía được rồi. Má gì đi đi sĩ. Gì? Đi đi. Là nhát mía vô con họng đó. Ừ. Nước mía ăn ngon lắm. Nấu đi sĩ. Nấu gì nước miếng mía. Đủ má gỡ rồi, làm ăn ngon cho ngon luôn. Tạo cái lỗ. Cái này đâu ai chồng. Má mình thấy rồi. Thì cái đồi mới nãy làm đỡ có khơi nữa. À, cái lá dừa này khô quá, nó tươi quá. Tươi đâu tươi, nó cháy chứ. Mình kiếm gì quạt mới được. Đó, cháy trong không. Ở dưới cháy lên á. Thôi đừng bỏ vô nữa nghe. Bỏ một chút nó giống như mà họ không cho không. Đụng má quẹn cá nặng hoàng thôi, thấy gắt gì kia. Chết mẹ lấy cái bao đũa hả? Chắc không chín đâu. Sao không chín mày? Lửa than đậu má tao còn nóng quá nè. Ngồi ở đây. Nóng dữ không? Nóng dữ gì mày? Chạy đi từ từ chín. Ok. Ăn bắp. Cái này cái lóc chín này xỉn rồi. Cho nhà đám lầy ăn. Bụng quá. Cho đám lầy nó ăn cơm mày. Bạn bè tốt mà. Nướng cho nó. Có đũa sắt nướng nó im. Đã nướng kiểu này mới ngọt nè. Có mỡ hành á, đậu phộng đồ chát lên nữa. Chưa đánh miếng hành. Đấy đúng rồi, được cá lóc nướng mía. Cá lóc nướng mía ăn với mỡ hành. Đậu phộng rồi đó, ừ. Để em đi xé cái mẹ nó đi. Nó chín không chín này đụng nó, tới chiều nó không chín này. Nó chở hoài. Ừ. Má chim cái này cao quá trời, cái này rau chín rồi. Kệ nó, tới chiều cái gì chứ tới đó mình xỉn nè, mình đem về nhà mày ăn cơm luôn. Dạ tao ai hả? Trời ơi nói chuyện mà mặt cười. Nhà tao đụng ăn cái lóc đồng không có gì. Dùng vuông cái là lóc đồng chứ gì nữa. Đồng à, thì đúng rồi, cái này nướng ở trong đồng chứ nó là lóc đồng. Đi mua đi. Chạy đi. Má nãy xuống đây nó xuống đây đi mua thiếu rượu. Ôi gì. Không biết tao còn 10 ngàn nha. Tao đưa cho nó mua đậu bắp, nó mua đậu bắp với đây nè. Chứ gì đâu lắm rồi. Thì ăn đậu bắp nè. Má à, cào quá trời. Nó kìa, búa than cái nữa. Hết trơn rồi. Búa hết luôn nè. Búa hết trơn luôn. Còn cá nước chén giữa giờ mà cái đậu bắp nước hai bên đi. Chỗ này là nóng nhất rồi nè ông nội ơi. Đậu bắp nó cứ bỏ nhiều vô đi cho nó liền trái với nhau đây nè. Chạy đi mua đi. Mua đi. Đây nè. Miếng đi. Xa. Đây bển đồ, đây nè, cái nhà đó, đấy, nhà đó. Nhà mới xong đây thấy nè, 30 thước nè. Nhà ông mua đi chứ. Má trời ơi. Nhà mình là bộ đi, người ta làm biến nhưng mà không có gì. Tụng nghe thiếu trăm mấy từ nào vậy? Nói bà Tết trả. Tết con trả nó có tiền con trả. Tết lì xì trả. Tết miên rồi. Tết Trung Thu tới nè. Đậu bắp cứ bỏ nhiều. Đậu bắp ra đâu hết chở nè, chở. Từ để vô lỡ hết ngày luôn đi. Má là nó chín ly chia hết trơn à. Nó chín lượt một cái mẹ nữa. Bây giờ tranh thủ chín này mình búa trước chứ. Đó, cái lóc nó xì hơi đã thấy chưa? Để cho nó chín rồi hãy chở luôn nè cái lóc. Chín bên nào chín bên một nhất định luôn. Tại trước tiên tao đứng hai bên không chết. Chín cái bữa lâu dính cái bụng nhất, tôi dính cái bụng chứ. Còn cái không xỏ cho nó thấu qua đuôi ra luôn đi. Không xỏ đi. Nó cứ ngắt à. Sao không biết gốc mía nhỏ lên chút. Bởi vậy sao không ấy? Tôi chút nhọn ra luôn rồi đó. Gốc khúc đó nhỏ lên chút. Vậy con cá tao mới ngon. Đừng nấu nhiều cái cải tao. Tao bây giờ ra gốc là gì? Đừng có chở để đi chừa bắp thì chút nó chở. Ngồi đây mình nấu ngậm mà nghe nè. Nấu mắm nè. Đó, cho bắp sống nghe không được vậy. Chở con cá lên nước hai bên trước. Rồi nướng bụng trước đi. Chắc ăn đi, chơi kiểu chắc ăn đi, nướng bụng trước. Đủ than không? Than này sao thấy yếu đó. Không, có dưới than nhiều lắm á. Thì than nhiều nhưng mà đủ má, tự ly nó xa quá. Má cái cây bỏ chính giữa thì sao được trời. Tại cái này nó sụp nè, cái giữa nó sụp xuống. Cái dĩa nó đâu có liền đâu, bung ra sao cái dĩa này nó sụp xuống nè. À, kiếm kẽm cột đi. Không cột kiểu gì? Cột lại. Cột kiểu gì? Chỉ tôi cột đi coi. Thì cái đó là sao khúc đó chín nè. Mẹ nó chín thôi, nó sống. Cột mà để chín nó chở luôn, mình chở liền nó chín. Ngồi trang chỗ thằng Sĩ nhậu luôn đi. À, tính quay luôn á ông nội. Ngồi đây nè. Tính quay luôn á. Chỗ này là ba thằng ngồi. Mà đốt than ít quá. Mày ngồi đó mày chở mới được. Có thằng ngồi chở mới được. Ngồi chở mày ngồi đó. Thôi mày ngồi đi. Ừ. Đi. Được tao nướng. Ờ, nè. Bao đâm một đây. Sĩ ngồi ở đây. Rồi, quay qua đó, quay ngược lại. Vậy. Máy quay bên đó quay ngược lại. Rồi, quay trong Sĩ. Rồi. Đi xem gì đi. Quay chín cá lóc cái chín. Cá này đậu má tới đâm heo. Thấy rồi. Má để than được chưa? Nếu mà cháy có bỏ vô ở trên. Phải từ từ. Bỏ mấy miếng lên trên nữa rồi đụng má. Đúng không? Cái gì cũng vậy. Ngon phải từ từ mới ngon. Mày giờ bắt ra đụng má cho nó chín cho vừa. Ồ, bỏ gì nữa thì than ở dưới nó tàn. Đốt cháy bên kia nó thành than này ở dưới nó tàn níu nữa. Giờ lặt ở hai bên này. Giờ nó bóc đi chút, lặt hai bên. Ê, từ từ đi. Từ từ nó cũng chín lắm nội ơi. Mà thời gian 3 tiếng. Ừ. Cầm heo hết than cho chín. Đó không? Dạ, khác rồi nè. Rồi chở con cá ra đi. Chở cho nằm xích vô. Ô nè, bị nè, sao không chín. Cô gan nè. Rồi hai bên kia. Có cải Sĩ. Đúng rồi. Nếu như cái đó rồi có đuôi sao? Có đuôi khỏi ăn. Ông này tôi nướng mà ấp cứ rồi. Đấy gì, chim cái đầu này lên nè. Trời khùng nữa đi, khùng tào lao không à. Lên giữ thăng bằng, chim đầu lên nè. Ở ngoài này thì hồi chính tới đâm. Tự nhiên cái nặng đầu nó lên cho cái đuôi cao hơn nữa. Sao không? Đừng có bẻ gãy. Cá không cái gì. Dạ giờ ăn cát vô chú em. Dạ bắp đây hết than. Để lại vô đi. Giờ lại chứ vô. Cái đuôi. Rồi, đó. Đào bắp thì cứ giờ ở đây nè. Một chút. Đó, không quan trọng là con cá này. Má đào bắp nó mỏi rồi đó. Chín rồi đó. Mềm là chín rồi, đừng cho chín quá. Chín nó quần, đủ má, chín cắn sực cái chín. Sực mới ngon. Ngon. Giờ đủ mấy dọn ăn nhậu đi chơi. Nè, để đâu hồi hết nhậu luôn. Hồi ba cái rau khô ăn hết trơn luôn. Rồi đi, mua rượu đi. Chảy nè, cái nhà đây nè. Mua lại xí ơi, rượu má nó thiếu nợ mua, rượu má nó còn 50.000 lấy cái thiếu nợ nó mua cái ta đòi tiền nó chơi luôn chết mẹ tao nữa. Hồi nãy giờ đi mua thiếu đi ông nội. Ê, điện giả. Sao hồi nãy nói xuống đây mua thiếu? Tao nói rượu là tao mua được, nó còn 12.000. 10.000 chứ. Nãy giờ không biết tôi đi bao nhiêu cây số chưa? Mày đi hai xe đi. Hả? Nè, mày đi hai xe đi. Sao không đi? Xe đi chứ mày đi gì? Đi đi. Chỉ mà mua mẹ đi mua rượu không có gì. Đó nó hút luôn, mua hai xe luôn. Thơm rồi đó. Nhưng mà đợi cỡ nửa tiếng nó chở bên đây. Thơm liếm cái. Ồ đã thấy chưa? Nó chín lây. Thôi đừng có cãi ba, đừng có cãi ba. Đợi nướng thì cãi người ta đi. Con cá nó quýnh luôn á. Nhà đó đó. Cấm đụng tiếng con cá đó. Đi cho nào hoàng đó, đi đủ mẹ lấy cái hổ cắn. Hổ gì đó. đéo đi luôn. Đụng má mày trên lộ cái hổ đâu cắn mày. Lộ mày qua đi tắt đâu mày sợ. Trên lộ đấy cái hổ 3 ngày nó bò xới xới trên lộ. Đúng không? Hồi lẽ cái hổ nó bò trên lộ xới xới 3 ngày. Vô đụng lên đầu mày biết. Sao nó nhậu vừa nhậu bên đây à. Ê vừa kìa. Cái hổ thiệt các ơi, đụng má đang vậy. Búa mày đúng á. Nhé. Má hồi chín cây mù niệm trời cháy không ta? Không. Cây mù này cháy mà là cá lóc chín đó. Cháy nổi cây mù. Bày xong cái đi. Quyết định ngồi không? Vợ nè bển đi. Dạ bển đi. Ngồi vậy luôn á hả? Trả xích cái đầu xích qua đây nè cho dễ dễ ngồi nướng cá. Lóc giấy ngọn được không? Cháy chiếu được không? Cháy còn què à cháy. Chiếu để biết sao sao cháy. Hả mày nổi chuyện bỏ chảy một má mày mất không công. Má mà không lạ khách lần rồi. Có kiếm mày chưa ai thấy lạnh gì đâu. Dạ. Rồi mày ngồi xuống thử ơi, ngay tầm không? Không ngồi góc nướng kìa. Ngồi đó nướng sao được không nội? Ừ. Hơi thấp ta. Quay sang trái. Mẹ còn chưa? Đi ra về có tiền sao không trả bả? Đồ má biết đi ra luôn kìa. Đi ra về có tiền sao không trả bả kìa. Chút bả xuống tới thôi. Rồi đừng có trách bả. Má nói gì đó hả? Má chết mẹ rồi biết đi ra luôn. Đi đủ má lên trả lấy tiền để không kịp à. Đi anh ra chị ok anh. Sao mày mua xe? Đi xe có rồi mua. Má xa còn đẩy. Má dòng thứ nghèo không để cho hổ ơi. Hổ cắn à? Để hổ ơi. Ổ. Má chén nước mắm này mà nó ụp lên đầu chắc đã lắm ta. Thì mày cũng vừa tội mày luôn rồi đó. Nguyên cái mía rồi má búa lên đầu mày. Tôi lấy đôi đũa rồi nè nội hỏi cho không nó sao ngu dữ trời chạy đâu bắt chở người ta thì là chạy đũa để xin ăn toàn thực phẩm biết không nó chịu xuống vậy rồi đó. Nó lại tới kiểm tra nó bắt nó phạt chết luôn đó chứ không biết để biết xuống kiểm tra thế nào cá nướng như thế nào chính mà điện nó xuống đúng rồi nó chưa chính điện nó xuống gì một chút mày đăng trực tiếp luôn cậu má lên mạng miết luôn đăng trực tiếp luôn mày đăng trực tiếp lên luôn quay trực tiếp cho nó coi cá thế này chó nhậu chứ ai mà nhậu nướng con cá bự cái này chó nhậu chứ ai mà nhậu cho nó tức chứ nãy giờ quên để điện thoại trong cướp thang luôn nếu vậy này nói gì trong quyết thích chơi gì đi xuống nó có nồi cơm cái bên nữa cậu má cảnh biết cơm cảnh nấu chết mẹ nó quẹt thôi trời nó quẹt đó lại nó quẹt quá túi quẹt bỏ chảnh nó tắm bỏ chảnh lấy cái quẹt nó sẽ trong túi chị cái đó bỏ chảnh má hồi tao ca bài hà bài gì có một bài ca không bao giờ ca phải không bài gì ta bài cao thuộc nó gì mày cao đấy cái gì bài hai thế giới hả chắc nó nghĩ anh tên Xin hả Xin rất là ô má tại mày đầu quay sâu quá chạy mấy chục cây số gì không dở nãy phải đào cạn lên cỡ 5-7 phân nữa rồi má cỡ nghe mấy này má nướng tươi xanh luôn đi khỏi đào luôn bà nó nói khỏi đào luôn để đi đừng có đẩy đi đúng rồi tại mẹ ơi đúng hiểu chưa đầu óc thôi chưa đầu óc thôi đủ nó cho nó kiếm đầu óc trước đi à, chưa đâu bắp gà nó nhiều chuyện dữ trời thôi mềm này làm món ăn nè em ăn được rồi gói miếng giấy bạc vô mà cá lóc luôn gói cho bạn chó ăn luôn mày không cá lóc nướng với bạn sao bữa mày cái gì bạc tụ mới nhìn mình nhìn nó trắng nhách à với bạc cắt cái đầu mày với trắng vàng khè luôn á ba cá, là cá thu Nhật cá thu hoặc là cá Sapa rồi á Sapa bắn vô Cá đồng thì chưa từng thấy có nướng với bạc luôn á. Con nội ơi, nướng kiểu này nè, chín rồi quấn với bạc, hiểu không? Nướng kiểu đụ mẹ quay phim bậy bạ, nướng nấu gì cho nó nóng. Không có nguội. Không biết chữ cặt nghe nha, cãi hoài nha. Biết đâu. Con cháu là tống đơn nha, mà nhậu nó chạy tao hiểu. Thang bươi lên. Chở này coi. Đừng có chở. Đẩy cái mía tôi quýnh ông chết luôn á. Đéo có miếng nước nữa, ta nấu chạy xì xì chứ. Ai mua vậy? Tao mua chứ ai. Trời ơi trời. Ủa mẹ, tao mua tao nói tao gọi xe rách già không chứ. Chạy tách cho nó bự, nó già. Đúng rồi, thì đủ mẹ nó không bự sao mà không bẻ cho bà coi nữa. Thì mẹ nói là, đúng rồi, có bự mới có già nha. Bự sao già? Nếu là bẻ ngang á, nó giòn á. Giòn, nghe một cái đuôi á. Nó còn bẻ ra nó dai. Đuôi không ơi. Khúc nào mà bẻ không được chứ, khúc nào mà đã bắt non mà bẻ không gãy á. Bất cứ khúc nào. Bẻ cái đuôi với ai bẻ chính giữa. Chính giữa bẻ mà cũng gãy nhẹ luôn nữa. Rồi bẻ chính giữa rồi sao? Bẻ cái đuôi, thử cái đuôi. Bẻ chính giữa lỡ nó dạ quýnh ông luôn á. Dạ gì? Bắt đâu được đâu. Trái bán này thử. Má nhà tôi nãy có trồng đậu bắp nữa mà tôi quên rồi. Ủa má là mua 7.000. 3.000 mê nó chịu tội. Phí bán 12.000. Má, bắp này tính ra dùng vuông trồng để mẹ dưới 12.000 bán nghe ngày cho có 1 triệu. Vuông cả 50 công á, đĩa đủ má nó có đòi gì đâu. Trời ơi, bắp nó dễ lên đi mẹ. Phát lỗ cái đủ má nhét bà bỏ miếng cho bỏ ba hộp xuống, Không nói được, không nói luôn mà. Đủ má không biết gì cả, mùa mưa này xuống không vào rồi. Dạ bữa chặt nó bắp đi. Mày lên dễ ăn quá mà. Tao chọn mình lên trên vuông. Tao tỉa mặt sức mà mày ngậm mà nghe. Lúc đó mày có rảnh mày kiếm thương lái nào là mua giùm tao nha. Để không kịp à. Đang kịp cái giả. Đào bắp nè, mày cắt rồi phải không? Mày cắt ra vậy nè, mày bỏ qua đi, ngày mai đi vẫn già. Vẫn phát triển. Nó cũng như giá vậy đó. Rồi, tay đắp củ đây. Đổ ra cụ có quýnh lộn không đó. Mày biết con giá đi về không? Con giá lại rồi, tôi chưa nghe chứ. Xong này kia, chụp đang lưu, chăm xài con còn có uống. Biết nó về không? Dạ. Cái gì? Biết không? Tao nói tao không biết nữa, mày biết cái đậu quá đâu. Ái mình làm sao luôn. Mày cầm lại. Quay trực tiếp cho quyết cái đậu má để nhiều anh má đi quýt rồi đừng đụng vô nữa. Đừng có chỉnh đâu má, da nó giòn rồi, nướng từ từ cá nó giòn, nó không hấp, nó ngon, đậu ngấm nó ngon, nhưng mà thời gian mình chờ đợi thì nó lâu, mắc cái này đặng cái kia đó, bỏ ra tiếng hồi nó chín rồi nè. Đậu má chín con cá này thì đậu má thì cũng vừa sẵn rồi, vết vừa đậu luôn. Có dao đi, để nó đi. Dao này là đậu má tao cầm tao vào nha. Đây là có miếng đá này tao chơi. Có miếng đá ở dơ thì bỏ. Cái gạo sạch là phải sạch hết đúng không? Có miếng ở dơ. Má biết là không có cụ rồi. Đây, ngán quá. Đáng lẽ bữa nay nghỉ rồi đó. Tao tính cá dễ nhậu. Chứ 3 thằng là 20.000. má, cái làm mắm me mặn như chó vậy, chua như chó vậy á. Mặn thì đổ mẹ này nè, đổ bia vô, đổ ngủ luôn, đổ mắm bia, muốn đổ rượu thì đổ, muốn đổ nước thì đổ, rượu cũng được. Chúa ngon, me phải chuối, nước lạnh nó không tan me. Hồi nãy tao có bắt mấy nước nóng rồi tao đổ vô me nó mặt là gì máu không vậy? Ủa mẹ trời nắng mồ hôi à, chạy máy đậu má cứ vuốt vào sể. Xâm lồ. Thôi đừng nói vậy. Đủ má mồ hôi vãi chằng mà. Rồi, hồi tối đụng của người ta đập đầu vô đó nè. Đầu ra đập đầu vô thì đụng mẹ ngực không. Không kịp ơi. Đụng má vậy nè. Mày làm gì đổ mồ hôi á, rồi chạy chùi hoài nó rác chết đĩ mẹ luôn, chắc da mà. Chắc da bởi vì mồ hôi là nó có nào nó cũng chắc mà sát như axit mà sát như axit chắc bảy á. Bữa nay qua tới axit luôn cái gì? Chắc bảy luôn giặt lý luôn hả? Axit butyric đó là hóa học, tào lao, đủ má vật lý đâu nằm ở trong đó. Vật lý là nằm dưới bên điện. Đó. Để nó nói mình nghe, mình ra đường người ta cười. Ủa rồi axit bên nào ông nội? Axit là bên hóa học. Ờ, hay ho đó. Không biết đâu đó thì tôi vật lý không đó ông nội ơi. Vậy mà đủ má, vậy mà nói giám đốc là hành taxi. Đủ mẹ chứ đi có 100 cây số à, đâu có đi nhiều đâu. Vậy mày nói ta đây, tao là giám đốc là hành taxi Mê Linh, ta không tốn tiền. Xuân, có Vinasum không nói ơi. Vinasum, mưa ta. Mưa lá nó kêu mưa đâu mưa. Mưa không nói ơi. À mưa thiệt. Mưa sao? Mưa không à. Trời thương đang nướng cá ống mưa. Mưa này đủ má xác định tới mai luôn chứ không tới chiều nữa. Bữa nay có thể mưa. Theo đó. Theo giặt lấy học. Trời kìa. Ốc gì nó giỡn ốc gì không nội. Đủ kỳ dít bè vậy. Uống cái hay quen à. Nãy giờ tao lộn chảnh tao phai miếng cao khỉ vô. Thấy chứ. Má lộn chảnh thì tội. Thôi cậu thấy đâu Vũ. Trời. Chú xanh. Rượu là tù uống trai uống trời. Tụi coi bảy à. Mắc kèn lắm đi chơi. Nóng gì đâu. Không làm hoài luôn đi. Thử cái đầu ma sát nó như thế nào. Trời chút mình phải quay lại đây nướng khoa học ghê chưa, nướng cá thử độ ma sát. Liên quan đâu tao nói chuyện thứ dữ mà. Xong á nhớ cảm ơn á, nhớ muốn cho mày đậu trước nè. Ủa đũa làm sạch vậy? Không sạch chứ, không sạch ăn đâu hết trơn rồi. Không còn nào hay đâu. Rồi. Tụ má mưa luôn. Sao? Mưa thì lấy giấy kìm da ngàn nó. Mình ướt, con cá không ướt. Than nó không ướt. Mưa này có mấy hộp đâu. Ba hộp lẻ. Ba hộp lẻ là ba làm sao? Mình mới nói người ta gọi là ba hộp đó. Mưa này có ta lưới ăn với sông luôn rồi bắt lên nướng luôn. Mưa này đủ má ra được trên không ta bị đổ dớn cá chốt. Mưa lớn rồi cá chốt rồi ngậm mà nghe luôn. Có ta lưới này 2 phân rưỡi 3 phân ra văn ngậm mà nghe cá chốt gỡ, lo mà gỡ luôn, nghe nói luôn bơi. Không có thiệt chứ. Tôi không tin. Đừng kính cái hàng mày văng không? Chút tới nước mày văng. Ủa trời mưa mày lẩu văng. Cá chốt mà chiên ăn á trời. Chiên giòn á. Nhưng mà ông trời đánh thì mày tao không biết á, không phải tao à. Mưa đầu mùa này tao ghê lắm á. Mùa hoài với mưa nữa, biết như mình là cá đầu mùa rồi. Không, nhưng mà trời nắng này luôn nào cũng sấm sét. Chứ rồi nó có đó mưa lớn lớn gì vừa này. Nắng gấp rồi, mưa là có sấm sét. Để rồi đó thì kinh nghiệm chưa? Má coi hổm á, mưa lớn quá trời á. Cái giăng lưới á, hết mưa mới đi giăng, sợ má trời gầm quá trời gầm. Thì đó. Tháng 4 tháng 5 này mưa cũng mới. Giờ nó ra cả trong nhà bới chén cơm ăn đi. Ăn. Má trong nhà bới chén cơm ăn chết. bị quýnh mới tội ông nội. Tao nói trời đánh tránh bé ăn cũng cái gì. Đúng rồi. Điều cỡ nào cũng tránh mày cho bạn hết ông mới quýnh này. Chứ còn cái búa này dài búa. Mà đó giờ mà thấy ai mà ban ngày trời nắng mà ông trời vẫn đánh chưa? Có ông đó. Hết luôn. Có ông này. Ông đi coi thầy là thầy mới coi là số ông mới trời đánh. Trời mưa là ông vô nhà ông bới cơm ăn không nè. Không khi nào ông ra ruộng cỡ nào ông chạy chớ chớ vô nhà bới cơm ăn. Ruộng nó bữa đó đầu ăn cơm đầu mưa ngập nền nhà anh nhà lá đó. Ra cho hè cặp vách móc đường mưa cho nước chảy đụ mới chảy ung cái bên trời ơi trời ơi nãy chúng tôi bị chảy nó trời thì chứ thì đó ra khỏi tăng hạn đầu trà nắng đó, đi ruộng mà đắp bà mẫu rồi đó sống em già xưa bà mẫu mà hồi đó thì hút thuốc dấn không mà biết rồi. Có hột quẹt rồi quán bỏ lại để trên nè đầu đất thì nắng quá trời đụng hột quẹt nóng quá đổ cái bung dùng cái lên chạy trời ơi trời đánh tôi đặng cho trời ơi nó hoài cho trời ơi ban ngày trời nắng trời đánh tôi nó trời ơi chạy chơi chơi vậy trời nắng trời đánh tôi nó trời ơi chạy chơi 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 ban ngày trời nắng trời đánh tôi nó trời ơi đánh lạnh nó hoài trời ơi hết mưa rồi còn gì vui vui nữa không? Tao thì cũng mới một bụng nướng cá lóc làm sao là cái gì nướng cá lóc không? Nướng cá thì bình thường đó. Cá thì nướng cá thôi chứ có gì khác. Không đã nướng chuột. Đúng không? Nướng cá thì nướng chuột. Mà sao nghe nói đậu má chuột á? Chiên trước rồi mới nấu canh chua sao? Không, gì đâu ngon mất chất ngọt. Không có tanh. Không, nhưng mà tanh là nguội thôi. Nhưng mà mình cho nước mà dạo con mẻ rồi mình nếm rồi hết trơn có mày trắng sâu được sôi đâu rồi. Mình như bỏ chuột vô là nó rất tươi xanh. Mà nghe cũng hợp lý với bụng nội má chiên trước nó chua sau á chiên cái nó khô nó săn chuột lại rồi nhưng mà nó không ngọt nó mất ngọt đổ dầu vô hết luôn dầu chiên á đổ vô hết rồi nó còn ngọt bớm rồi ông nội cái nào ừ ăn cái thịt á vậy nữa rồi đó phải rồi tao mới uống đó ba người là đủ. Cá lóc mà chắc đủ tới chiều thiệt nội ơi làm heo luôn à, bà thấy gì ở trọng nó chín rồi nên nướng lửa than nữa không trọng nướng ra, nó áp lửa mình nướng cái 5 lần nữa là cho lên cao rồi đầu sau này mình nướng lần thứ 6 là đủ nữa là bao chín xong là để cái hầm như nè mình nướng xong cái mình lấy cái gì mình đắp lại cái gì đắp mình mới chảy để cái chút mình đóng đinh á để mình dĩ đinh với mình lấy lá mình đắp lại mấy cái bao trời đổ ai đi sập hầm mẹ luôn kìa cái ba cái nước kìa lấy miếng giấy rồi chùm lại không cho nó cháy luôn ở nhà nữa giấy chùm lại nướng xong rồi lên còi than nó đậu mát nó ngúng nó cháy luôn ở nhà này luôn cháy điện cái bọng thì hết rồi cái bài lên cháy nhà không trời à, chỗ đó nó chứ nứt thịt kìa kìa chỗ nó nứt thịt kìa thấy không à, bên đây chưa sợ là gối với cái đầu á đầu bỏ đầu ăn tao chứ thịt chứ rồi đầu quá hồi đó giờ không thích cá đã lên đầu á ủa thích ăn thịt với ruột cô hả kiểu là chó ăn luôn ăn nè à mày gấp tao cá lóc với cá đường hồng rồi tao thấy là ăn cái xương á tao bất cứ con gì tao cũng phải ăn xương hết trơn những cái miếng thịt mà gần cái miếng xương á thì tao khoái thịt đó thì ngon nhất là biết gì tao ăn xương luôn á thịt đó là một người trường hay là trong ngon hay là xương ống đó. Xương ống đồ gốm cá quyển ơi theo hả ờ xương quyển theo thì sẽ không xương ống quyển đủ má mày mấy cái tỷ ở trong mày múc ăn đi rồi độ béo nó có gì đâu ngon bằng con heo chỉ ngon nhất là độ má lồng heo cu heo mắt heo cái cặc sao ngớ con cu heo chứ có cái cặc gì liên quan đâu con cu là cái cặc cái còn gì nữa tao lao biết đâu cái cặc là dấu ớ đủ má còn cặc kia là dấu há nó khác cái cặc đủ mất cắt không có gì tao trái cắt là cắt luôn rồi không có cắt gì hết á trái cực đủ á tao thẳng quạch tẹt là con cắt á rồi kìa chưa đâu trời ơi thì cho nó chín đều luôn đi kệ nó chở qua trở lại cho chín đều kìa bông cái đáy nữa kìa ừ đổ má mà của cái đáy hoài luôn má sao bông hoài trời áo anh sẽ chỉ đường tà dạ anh không có mẹ dạy đâu áo anh cách vai, quần tôi cũng đang cách đáy. Nói tại sao chứ bây giờ hai cá thì khúc này bên đây là chín, tại cái da nó chưa vàng thôi. Nó chín ở trong, nó chín ra không à. Chín trong nó ra, bởi mình nướng từ từ, nướng cái kiểu là không gấp. Còn chừng đậu bắp hồi nó khác nhạt hết trơn bây giờ. Khô đậu bắp nướng chỗ này đâu khác đâu. Cái đầu này không có tươi xanh được. Má nãy phải thái ra ha, để nó vừa ha. Nét nó đậm. Đấy, ta cười ra, ta nói người ta hay đó. Ta nói gì mà người ta Salacuco đó. Biết đó. Biết. Salacuco không nhậu với con nhỏ gì đó. Ô, em Salacuco thái cười. Ai dịch ra câu em xạo lồn quá cỡ rồi. Đuổi liền á. Đuổi chơi. Trở về liền. Trở về liền. Nhậu với tao rồi đủ má tao nói đừng nghe gì tao nói. Cái về ca về cái mà cắt cái khúc mà mới nói sao cô có nhỏ kia nha, để cho tao gửi cho con Ngọc. Mẹ các bạn đó hả? Ừ, nó nói em nè. Thằng này nó nói em gì nữa nè. Nó chửi cho nè. Ai có wifi không? Có đéo, có. Mật khẩu là thẻ nghi từ 8 lạy, từ 1 tới 10. Nhưng mà lên chạy cũng có cho em có. Ai tại hai con lắc này là chín hết trơn ơi. Lửa hàng gì dữ lắm á. Chín. Thì thôi, mau chín lắm. Trời ơi, là bắp gái kìa, là bắp kìa, nướng kìa. Tươi xanh. Má sao là mình thiết kế vậy là mình vừa nướng mà vừa nhậu em nó ấy. Trước khi mình mua xuống mình mua mồi trước, mua mồi gì nhậu trước đi. Nếu gọi đầu khỏi ai nặng hết. Để má tới cái điều mà bữa hỏi con sĩ nó làm cái hình của con gà, bọn có tiền mua con gà thôi. Con gà làm như nhìn thấy cũng hấp dẫn quá ta. Sỏi cây á, cái mình nướng y chang vậy đó. Vịt thì cũng được chứ. Vịt đi, vịt ăn da da ngon hơn gà. Vịt cho nó gãy đi, đè xuống đây thằng ngủ má cái đu nó chín. Vịt xương nhiều hơn ăn đã hơn. Má cái đuôi nó trừ sa đâm của cô dưới nè. Bữa nào mua heo mẹ nó đi. Nó vô nhà tụi em ơi. Ừ, ngủ má heo đang rẻ đó, vô tụi em mà chia tao con. Mua heo nhỏ thôi. Tại nó bố về. Lớn là được rồi. Hôm nhậu tụi em tụi má đang nói chuyện gì? Heo ai đẻ, chừng từ nào heo có chết, mắng tụi. Sới. Không đứa này khoảng cỡ 10 phút. 7-5 phút, bà kia đầu gặt cái bụng lên, bút cái bụng thêm chút nữa là... Thôi rồi mẹ đi, đừng quan tâm tới nó nữa. Vậy nè, tới đầm heo. Cái heo là cả 10kg bán không ta? Có. Heo con nè. Ừ. Có. Thiếu vậy người ta bày ta để chục ngoài đó. Thiếu vậy mày lấy muốn mua thì người ta bán mày. Con bán heo con đó. Để bảo bán heo con, còn 200 mấy à. Cái về... Lại mua quay quay như bữa vậy đó. Con 200 mấy heo con vậy rẻ vậy. Ừ. 10kg. Má vừa nướng cái vàng lại vừa lấp nha. Nướng lên cái quét xốp thôi. Quay. Sáng này nhậu mấy lít rồi? Tao mới ở trên rồi chạy ra về tới công ty đọc trời ở trên đi bộ chứ hả? Mượn thằng em để nó đưa về. Có để. Có này cái đưa về gặp hải quẹn 10 ngày ghé luôn cái đưa tới nhà hải quẹn sao về nhà rồi cá lộn mà về rồi không về báo tao 12 giờ 12 giờ rưỡi xối rồi cái này có gì cạch không tao mới coi phim trong 12 giờ tao mới lên đi mà 12 giờ rưỡi xuống kiếm tao đầu xuống uống 4-5 cốc vậy đó là 1 giờ chạy chảnh đi mua quyết đồng thôi tao chạy xuống mày đợi không quá tiếng hồi chạy trong nước mày lên chạy thằng cháu quyết đồng tao không nằm võng nó hút thuốc sớm có giờ sáng đủ má 5 giờ chạy xuống nữa chạy lên chạy sớ vậy má mà phải què nó nhậu gì 5 giờ sáng nhậu rồi nó ghiền khác rồi cũng vậy thôi đừng nói người ta rồi tao phá nhậu tao không có ghiền tao đi ra thôi là tao nhậu nữa. Năm mấy bữa mỗi bữa nứt mấy rồi kìa nứt rồi đó là cũng nóng cái gì nó miết rồi đó mở chảy xèo xuống rồi đó chút lật cái bụng lên cái nè lật cái bụng chút xíu đầu quay đưa về này xương cái nên là tươi xanh lầu lên cái nữa, đuôi chín luôn rồi. Cái đầu á, chút nếu mà nó không chín mình lắc ra mình bỏ mình nướng riêng, đúng không? Trong thời gian đó mình ăn được cái này. Cái gì nó cũng có cái hạt lay của nó cho nó. Hạt lay là gì ông nội? Hạt lay là ok đó. Hạt lay em cố ơi. Hạt lay. Tao phạt lay. Hạt lay đâu? Hạt lay. Đúng, tao phạt lay mà hạt lay. Hạt lay. Hồi rượu má, hồi khùng đập bỏ thôi bây giờ. Nó là tắm lại đi chăn gâu gầu hay gì cũng biết chứ ha. Tao thì nó dạng sao đâu cô mà. Hiểu ha. Là cái dân đỉnh á. Là cả ngọc hổm vậy thôi á. Sao đâu cô gì đó. Thì coi chừng đầu đổ máu đó. Là biết. Má tao đéo tin luôn. Solo Coco là tiếng Anh mà VIP cũng là tiếng Anh mà đậu má Solo Coco là VIP mới ghê. Solo Coco là VIP. VIP rồi đầu má là fan của Big Ben á. VIP là cái dễ nó là giỏi chơi cái đường khác. Solo Coco là solo quá cỡ nhưng mà VIP là giỏi phải không? Là hay phải không? Nhưng mà Solo Coco là VIP. Phái cười liền. Cười thì mình chính trưởng đi. Đời sao đó. Đời nhớ đợi. Má mở chạy chứ nó chạy luôn. Đâu mà con mở nó mới cháy dữ á. Má đèn cái nóng. Cá này như kia. Bao nhiêu? 4 triệu. Cá bự quá trời mày. Bự. Ba đậu con mát đi xem. Cá lóc đồng á. Bà ghé đó. Bà nói tao cá lóc đồng đó. Bà nói vậy đó hả? Nó đồng bà nội bà. Tao cũng nói vậy đó. Bà nào bán? Ai biết bà nào? Đá chằn cái đu nó xuống đây nhằn gì. Còn hôm bữa nữa mẹ tao đi ở với mẹ tao, bà mua con cá gô á, con nào con nấy vậy nè, cái con nói cá gô đồng nó nghe cô đồng bà nội bà. Cái đồ má cho tấm lại nghe cái vụ giờ hơn ăn hú tiếu gõ kìa. Người ta đồ má tao bán hú tiếu gõ, cái bà này nó mua lúc nửa đêm giờ hơn, nãy tao nói nhậu mà nó về trước đó, nó hết đổ nó về trước á. Rồi cái hắn nó bụng sao á, hắn đang cầm 50.000 trong túi, hắn kêu chỉ đưa tiền cho hắn đi ăn hủ tiếu, chỉ đưa nó 50, mà thành nó xỉn, nó tính là trong túi nó có 10.000 à, nó tính nó còn 10.000, rồi cái này nó ăn hủ tiếu thì sao đó sĩ? Nó ăn hủ tiếu, bà đang ngủ nằm dẫm đưa cát vậy đó, cô tao hủ tiếu nhiêu cô? 20.000 con ơi, quá mắc quá vậy. Anh đề xe sẵn nè ha, cũng má mất gì để nhận ơi đi, giọt tiêu. Thứ gì không phải bán nhà cá. Ừ. Mà các bạn bán 20.000 là cũng được rồi, ta bán toàn là xương với đuôi heo không à. Ta bán nhiều. Mà muốn tiêu gõ nha. Tao thích đêm thức khuya nữa. Không mày đừng nói vậy như hủ tiếu gõ nhưng tiệm nó chỗ, nó bán, tao bán nhiều thì tao bán lên mắt. Ít thì đó bán rẻ tại sao có chỗ nào cũng ngay vừa mà có chỗ giờ ăn 10.000 có chỗ 15. Hiện tại nó hủ tiếu có chỗ 20 vậy đó. Tại sao chỗ bán bến xe miền Tây có chỗ bán ăn ngon lắm mà tới 40 mấy 50.000 rồi. Sài Gòn á hả? Tại biết sao nó nguyên cái đuôi luôn. Ờ. Nguyên cái đuôi heo luôn. Tao nãy Sài Gòn từng bán hủ tiếu gõ thì gấp chết rồi. Không nhưng mà bán tiếp sư phụ ra thôi, đúng cái tại nhà trọ trong vòng ở bên quận 2 bán hủ tiếu gõ luôn mà đâu có gõ nha, bán điểm không à. Ờ bây giờ ai gõ nữa? Ai gõ nữa? Là tao nêm nếm là tao nấu được luôn mà. Massage đó ông nội. Nhầm bữa ổng là ổng làm tiền á hả? Nó cầm nguyên chùm chìa khóa lắc. Cọc cái đó là massage. Xong ha. Ê ai. Xong hơi. Không có xong nữa. Trời cái chết bây giờ. Xong hơi sao bóp. Xong hơi xong. Mà ra nó chở nguyên cái bồn xong hơi leo ha. Giả bộ vậy đó ha. Nó có tôi lấy đồ như đó cha. Không phải xong hơi, ấy lậu là giác hơi. Giác hơi. Sao bóp giác hơi. Bóp, đâm bóp thôi á. Đa số là mấy thằng là người Bắc không à. Miền Nam mình đây không à. Không, người Bắc không à. Đa số nó người Bắc không. Đa số người đây không. Người miền Nam mình hiếm. làm nó được mà tôi không làm đâu. Làm gặp mấy ông nội đủ xí chạy ban đêm á, nó móc không còn đồng bạc mất không. Má cái chén này chừng nào sử dụng nó được trời. Mày ăn bỏ cho tao sử dụng được nè. Dạ, đúng không? Cái đang bỏ hoài không à. Nãy giờ không nên đổ dập cũng nhậu chứ. Đủ rồi, đổ ống xuống. Đủ từ đầu rồi, đúng không? Nhưng mà chợ mày đủ thì mất, xuống nhậu. Dễ. Từ đầu đủ rồi. Ông làm chán á, ông đang ở quê chán á. Đủ không? À, ống xuống đâu vậy? Nhưng mà mình ngủ rồi, để chiên biết nữa. À mai mốt mày này cái xuống nó dễ. Mã nào? Mã đi đám là tưới nó miệng đi hoài luôn, ngày nào cũng tối. Chính là đậu bán hồi dở ra khô ra thật luôn. Chảy nước cái đó. Nó bao luôn. Mà lấy đũa sọt thử, biết kìa. Đang chín anh. Má sáng giờ không làm gì hết 100 ngàn. Thử rồi. Mình sụm rồi. Má. Cái gì? Để tháng 7 mình sụm luôn. 10 luôn chứ chín gì nữa. Má hồi khô gan con cá luôn. Thôi kệ nước mày nè. Bỏ con cá lóc. Tụi ơi con bạc bể ra mới ngon mày, tao thấy bể ra. Tụi mình nhẫn nhẫn ăn mới đã. Ừ. Đó, nhẫn nhẫn ăn mới đã. Bên đây trăm đồng hồ. 4 phút rưỡi, cái bụng phút rưỡi nữa, 6 phút, tươi xanh. Còn hớt nữa không? Rồi vậy mới cay cay mới ngon đó. Ớt của thằng Tám lầy đủ má ăn không ăn. Ớt cay vậy chứ? Mới đầm. Nó có ớt ớt gì? Hẻm. Mấy cái ớt mà cay nhất á, sườn trâu. Quan gì? Sườn trâu cay nhất. Ớt sườn trâu là cắn đâu cay đó. Ớt chỉ có ớt có bột ớt mới cay thôi. Bột ớt nó xay rồi. Cay thế giới mày ăn thử đi. Rồi. Có loại tao lúc chứ có đọc báo gì đó rồi. Đó là ớt nó xay, nó lựa những ớt cay nó xay. Ớt bột cay là nó phơi. Nó phơi rồi nó mới sấy, nó xay lại ốc rồi ăn bột. Cái đó nó mới cay dữ rồi mày cái ớt để cho mày ăn mì cay á. Má. Mì cay giờ nó làm toàn là bột ớt không à. Ừ. Đúng. Thì bột ớt đó. Má mà mì cay ăn có thấy ăn có ngon lành gì đâu. Chúng chó ăn chết mẹ, ăn bỏ hả nguyên cái thố vậy. Rồi bỏ mấy con tôm, mấy con mực đồ vô, có con mẹ vậy đó. Nhỏ lớn ta ăn đừng làm. Ăn má thảy lòng không có lần thứ hai. Dẫn mình cay bà đậu. Nhìn cái thố không ngon, không có trả tiền. Nhìn nó ngon. Nước cũng ngon nữa. Nhưng mà đủ má ăn nó cay thấy đĩ mẹ luôn, sức chịu đựng chịu không nổi. Đủ má. Mày kêu cấp mấy? Hả? Mày kêu cấp độ mấy? Tao mới vô ăn tao không biết gì chẳng mấy thằng bạn tao dẫn tao đang lần một. Nhậu vô là đạn đó rồi. Má ăn của mì cay đã lắm, ngon lắm. Rồi đi. Đủ má bố cái nó hai dòng nước mắt nó trào qua hiệu thôi, đủ má. Không có lần thứ hai đâu. Tao ăn 7 độ mà hút hết trao nước. Lần một tao ăn có lần duy nhất rồi. Mà ăn 7 độ mà hết nước rồi trả tiền rồi cỡ luôn á. Không đáng có. Còn không có. Hình như bạn ấy một cô trả mày 1 triệu á. 1 triệu mà. Không bây giờ hết rồi. Cũng còn đó. Mà mày ăn không nổi đâu. Rồi, cắt độ mới cắt độ 2 thôi ăn cũng chết rồi. Má là ăn cay đó nghe nè. Má mà biết là mình ăn cay được đó, mình ăn cái gì còn chịu không nổi nữa đó. Nước của người ta đặt kẹo luôn chứ không phải nước ở đây lỏng lét rồi ăn tăng 7 độ như là 1 độ của Omega Cần Thơ vậy đó. Chứ cái đợt kia ăn tô phở đó ăn hết tô phở đó nó cho 1 triệu hết 500 cay đó. Không phở bình thường à, không có cay gì hết á, phở bình thường tô ba lớn tô bự như nào bự cho bá vậy đó mà không hết mình trả tiền đó thôi thế thôi. Nhưng mà trả tiền tô phở đó, chứ không phải trả tiền cá độ. Không có độ nó để là vậy thôi. Rồi mày ăn hết trơn sạch nha. Ăn còn miếng nước luôn. Hết trơn nước luôn. Cho mày tụ má 1 triệu hay 200 gì đó. Tô bành tráng vậy. Đó được. Ông dẫn đi ăn. Tô nó vừa bự mà nó sâu nó hút nó mày. Cái tô của nó không phải là cái tô nó dẹt như mình. Cái tô nó tròn nó hút chứ. Cái sức ở đây là chỉ ai ăn hết. Sẽ đất xiên hết không? Què chứ hết. Mè bậy. Tiếu. Má, phở với quên. Phở bình thường mà bánh nhiều rồi á. Mà ăn thử ơi. Muốn bà chết bẹ nữa. Rồi hàng 88 lại ăn lồn heo chưa? Ừ. Chưa, em chưa ăn. Vậy nè, vậy mà heo tao nướng cái trái cặc. Trái cặc con cặc chứ ơi, trái cặc, ủ mấy trái cặc hoài. Trái cặc không liên quan gì trơn á, trái cặc nằm trên đây nè. Con cu á. Ờ thì cô heo á, gọi là trái cặc á. Má xàm xí đú thiệt, trái cặc là trái cặc. Tôi cũng cu rồi, con cu. Gãy cái vẹt đó mày gối với đâu đó. Cái dao rồi tao chưa chặt luôn bây giờ nè. Nghĩa tôi trái cặc chứ con cu rồi đó, giống nhau. Liên quan gì tới nhau, khác nhau. Má lâu rồi, từ cái lúc mà không làm ẩm thực miền Tây tới giờ không ăn bím bò luôn trời. Ờ, trong đó bím bò ăn hoài luôn, ăn chấm muối ớt cái gì phải không? Chấm muối ớt cái gì? Ông Quân chuyên gia luôn đó. Tại mấy người đó sao mày có ăn hoài không? Mấy đứa lính nó biết tính của ông Quân khoái ăn cu heo á, cu bò đó. Đụng xong rồi còn dư nhiều cái múc qua Nguyên đưa Nguyên ngồi lẩu cho ông Quân rồi. Không lâu lâu cái chỉ nó hấp rồi, chỉ nó hấp thường cái nó làm biến rồi tao giờ nó tài chuyển rồi tao hấp luôn tao hấp. Còn lộn heo kìa, má bảo ông Quyến xào cho ăn dĩa. Trời ăn nó sực sực đã lắm nội ơi. Đã lắm cũng mà cũng mà tao ai bán thì mua. Đúng rồi, cái đó nướng mà ngon. Cha đó cho mình dưỡng kìa. Má cái bà đó bà cho luôn á. Mùi thơm bạn nào lại mua bà cũng cho chứ bởi vì ông lại ông mua hoài luôn đó đồ dữ đó đâu vào nó đâu có bán đâu. Con trái này chút làm gì ăn mấy con không để tao để vô mâm dọc làm chấm dừa có bở hành á. Bở hành là không ngán nhưng mà không ngán bở hành là có mà đậu bở hành không cũng được mà có đậu phộng vô nó càng ngon hơn. Nhìn con cá ngon á là gọc làm chưa sống nè để đâu ra cái dao nhỏ không gọc cái đũa này đũa bán lên giấy gọc gì vậy con cá nhìn thấy thịt không à. Đúng không? Ăn rồi cái da mình bỏ. Thấy thịt không à? Ghé ăn luôn. Không đũa không? Không xé gà đũa được không? Đó. Gọc cái da như đó. Vậy là đũa cứng rồi mình. Đúng rồi em ơi. Sống nước khua chèo. Rồi cho anh hậu đi 3 phút rưỡi nữa. Rồi bây giờ là 29 tới 32 phải không? Bao nếu mà không chín. Tao ăn hết. Tao ăn hết. Tụng má dám chào quá. Trời ơi, cũng trời. Mà chín thiệt mày. Đó, đã đụng mới bóp. Tao sợ cái đầu thôi à. Cái đầu á chút mình bẻ ngang. Cớp ngang, bỏ nướng riêng. Lắc ngang rồi, bút cái mía ra, lắc ngang xẻ thịt ra để cái mía ăn luôn, vừa ăn cái mía luôn á. Mía gì xẻ cái đằng gì sống nè phải đâu ra, cái đụ má tới không cái mâm này, đụ má nó đậu cái mâm luôn cái lóc luôn. Đó làm gì đúng không? Bước tiếp theo làm gì đúng không? Xong hết trơn. Đó mà làm gì? Làm dẹp. Không, mà chưa nhậu á, lúc mà chưa ăn con cá đó mới tách cái còn hết trơn là xong xuôi hết trơn rồi đó. Làm gì? Vậy đầu tiên làm gì? Ừ. Tách con cá. Không tách gọi hết trơn rồi, nói chung là gọi hết trơn rồi đó. Đó. Thì là đem ra để trên nóng. Cái đó là gọi hết trơn luôn, bắt cái đó gọi luôn. Nói chung là xong hết trơn rồi đó, không còn gì hết trơn rồi, nó làm gì phải không? Điện thoại cho ông Quyết. À, dạ, thấy ảnh thấy vụ má, vụ xung quanh vô này ta. Đây là tao hốt này ta. Này sao tao không biết ta. Điện cho ông Quyết. Rồi, lúc đó mày đi đâu không? Tao điện mày đi đâu không? Tao đi ngủ. Không, mà đi không có. Đùa. Quá dở hơn xỉ đó trời. Quên nó cơm. Quá nãy tao nghe lần mà tao biết rồi đó. Quên. Tao tính là tao đi ngủ rồi, để cho nó ăn. Tao khỏi ăn nhưng mà tao đi ngủ thì tao có lỗi với nó nhiều lắm. Không nấu cơm với nó ăn. Tao phải nấu cơm cho nó. Má là 10 đến 9 cái này. Có bà thơm rồi đó. Nóng quá. Tao nghe nào kể vụ gì à? 10 lầy á. Đang ngồi nhậu cái dựng xe lại. Cái là kể cho mày nghe chuyện này nè gì đó. Kể nghe cái buổi nhà nhậu thôi, nhậu đi tao nhậu đâu. Không nhậu thôi, ngồi chút nữa rồi bò vô nhậu đó. hay là điện 10 lạy xuống đâu. Nó đang cho nó quẹt đây này. Ấy hứa qua đưa tao về nhưng mà chưa chắc. Mình chắc không, tao thấy chắc cái đó mà lúc này cạch với quẹt. Sao nó không nghe chứ vậy? Cái gì? Nghe nè. Đây là trong nước chín trong tao còn phóng ở kia. Tao còn nghe chứ kìa. Trúng lẽ. Tao lo một cái vấn đề. Không, cái kia thì nghe. Thì bởi vì nó có vấn đề nó mới mát đó. Mấy cái hành rồi là nhỏ rồi. Nào vậy? Sáng. À. Má nhậu tới giờ này thì đi ăn sáng luôn nè. Sáng sớm đi ăn cơm luôn á. Nè. À, đi độ má mà thấy Minh Thi gì đắt hết trơn, đi đâu cũng thấy bia hết trơn, thấy không? Tôi đi đâu nữa hả? Bốn giờ sáng, 4 giờ sáng mà còn từ giờ cái đó đó. Nên là lại bữa nào trả cho tao bằng lương bữa hả ta? Bữa nào nó dẹp đi, tháng sau đi. Búp kìa nè, gái Thằng Minh Thiên à, mày nói tao là salon coco á nha, giới thiệu tao là bị danh này tấm là salon coco. Cũng quá mấy đứa này ngưỡng mộ hết tất cả luôn à. Nè cái trẻ không trẻ là đụng á, có mấy ông già ăn ông đấy ông nội ơi. Nè đó, ông ngồi đó, hai thằng ngồi đó là già ăn ông rồi đó à. Tên là gì chứ tao biết. Trời ơi mẹ làm mất tao biết thì khác. Mình làm cũng được đó mà tại à, nhớ chưa uống rồi uống hoài luôn phải không? Vợ mà uống tao uống rồi nó đó, ăn miếng cá lóc này không? Tao mới lụm. Chính rồi đó. Về dẹp đồ hết rồi. Dẹp qua bên không hết. Đó, dẹp bên không rồi. Á, vui. Nó vui lắm. Tươi xanh. Cá này không chín là tao cài thằng nghĩ nhậu với cá lóc luôn. Thằng nghĩ lấy bị tranh tắm lầy luôn. Nghĩ chơi lắm chắc ăn. Bị danh của tao là quá lầy. Vậy luôn. Mà ai gút cái mía cái mày. Đúng cái bé là mày chả mới được. Trời đủ xí thấy chưa? Thấy chưa? Cái này là nó khủng quá vậy. Chưa chín. Ấy cái đâu? Mà má trên chưa chín mày ơi. Má nướng lặt bề cái đầu này đi. Chảy không? Này mày chưa nứt da cái này mày chưa. Chảy không à? Ủa, ăn đi nè, gấp đi ăn nè. Cái này ăn ngon nhưng mà khủng quá vậy. Ừ, tao ăn. Ăn măng lên luôn rồi đó. Trời má này nó đơm lên khủng quá vậy. Ừ. Chưa chín sao chưa chín? Thấy đỏ đỏ mày. Nó còn sớm quá rồi, nó chưa có giòn. Rửa thêm một chút xíu đi, cái mẹ đi. Rồi ông nghĩ ăn cá lóc nha, nhớ nha. Ủa mấy cái lằn xương nhưng không ăn. Cũng nhân cá mông hổng đem ra đậu má tao quất. Sới sới chưa có chín đâu, tụi cãi. Ông biết tôi kinh nghiệm nướng đồ bao nhiêu lâu chưa? Cái đầu có đầu chưa nè. Mổ ra nó chưa chín cái bụng á là gối nhất á, trong biết cái bụng chưa chín đó kìa. Cái bụng nó về mày nướng 2-3 lần rồi. Má sao nước nó không có khô, nó chảy nước xuống kìa. Nướng con cá. Thì nó mở nhiều, nó chảy rồi. Có khô khô đi mọi ơi. Nướng con cá phải khô. Kìa mày có kìa, mở nó chảy rồi thấy không? Xèo xèo xuống đó. Nó ông mới ấy ra đó, tôi mới ấy ra đó. Con cá như vậy là mày còn gì mới ngon, còn con cá mà nó khô nó hết chảy ăn đâu ngọt đâu. Thì nó khô khô thêm chút thôi, đừng khô quá. Cái gì ra mới ngon. Má hoành ngồi. Nắng thấy còn mẹ luôn. Rồi nãy giờ nắng nè, vụ được rồi. Qua chút cái nắng cháy quê nữa. Đấy, bây giờ rụng mấy chỗ khác độ chín hết rồi. Tiếng nữa. Chút lát cái đầu ra nướng là sao đi. Đầu rụng mấy chưa thấy có gì. Chảy nướng lên, để nó nướng bình đó à. Nó là ai? Là con cá. Đắp bẻ cái đầu ra nè. Rút cái mé của mày đằng chút. Cái mé hả? Một cái gì chết chưa tao? Chưa đâu. Má phải mình dọn được cái dưới mấy sông đó, nó nhậu cho nó mát. Cái này đầu tư kỹ thuật số, tao đóng làm cái sàn á. Ừ. Tính làm bờ kè luôn, từ đó kè qua đó mà thiếu cỡ chắc cũng cỡ 50 triệu làm bờ kè. Không thể thiếu cả 50 nè. Nhưng thực ra bờ kè này có thể đủ mình. Tụi mình ăn nhậu. Mà chắc không đủ đâu, chắc cũng phải gia đình phải buồn đi mới đó. Má ngồi cho đó nhậu lý tưởng quá trời. Kè đủ quá. Dạ từ mấy đó tới thằng đó. Chứ vậy? Làm cái húm này thôi. Có nhiều con lỗ đó thôi ông nội. Húm cái gì? Bờ kè cứ làm húp. Hoặc mà mình chặt cái đám lá rồi khui lỗ ở giữa thôi. Cho mình bắt cây mình làm cái sàn mình lên đó mình nhậu. Quá cây đâu. Biết lỡ tầm nó ở kiểu vậy là mình ăn kìa làm kiểu đó đó. Cảnh. Có lỡ có cá sấu gì đó bắt luôn. Có. Bắt lên xây chùa đầu sấu nữa. Mày biết là thử chùa đầu sấu không? Là người ta là đó là bắt con cá sấu đó đó, đặt cái đầu nó ra cho mình chùa đầu sấu đó là cầu đầu sấu đó, cho nó nổi tiếng là cái chặt cái đầu đó, cái đầu con cá sấu đó. Ừ. Chùa, là cầu đầu sấu đó, chùa đầu sấu trước cha ơi. Nhưng mà, trời, chùa đầu sấu mới có cái cầu đầu sấu đó. Ừ. Đó là cộng dân Khmer Jun nhiều. Mày biết Khmer Jun là cái gì không? Là niên Việt á, lộn xộn á. Khmer là miên, Jun là Việt. Khmer Jun là miên Việt. Vì kiểu Campuchia phải không? Giờ hên biết về chưa ta? Muốn biết nó về không thì ở nhà bà Trang đó là biết. Coi cái xe nó để đó. Nó không dám để ở nhà bà Trang đâu. Không vậy mà ý nó đã về. Là chiếc xe đóng xe chảnh rồi. Đóng xe chảnh. Đóng xe chảnh nào? Đó, bữa ông Bảo hôm qua điện tao nè, lúc về tới nhà chở mà về có ông Bảo ông điện. Ông điện nói ông hỏi giờ hên nó về chưa? Nó hỏi mượn anh mấy chục ngàn cái đi về. Mượn ai? Mượn Bảo à? Mượn Bảo, mượn tiền Bảo đủ xăng cái gì? Có mấy chục ngàn cho luôn chứ mượn. Đó Bảo thì ồn á, năm mươi chục trăm ngàn thì cho anh em chảnh chơi có được leo về cho 100 ngàn cũng bình thường. Nó chảnh chơi, nó chơi nó có ra cái lộn gì đâu thì nó không có tiền biết rồi, nhưng mà nó lãnh chảnh đi rồi nó tiền cho tiền đổ xăng về bình thường đúng không, chuyện nhỏ. Nó như vậy nó mà nó đủ má nó khờ mày, đánh nó khờ nó còn nó không chẩn được mấy giờ mấy à. Nó dở người ta nói chuyện người dở xã hội chơi nó không biết gì, không biết được cái gì, nhậu đã đời rồi gì về nhà quậy. Ta nghe nó chính mẹ nó nói luôn, đập cái gì tùm lum tùm la đầu ở nhà. Nói ngồi có làm gì đâu. Không thì nghe nói gia đình nó cũng bèo phải không? Ta chưa vô nhà thiệt không, mà thấy gia đình thấy bà già nó bán vịt thì cái đó thì tao cũng hiểu được phải không? Ổng thì nghiền rượu phải không? Ai biết đâu, ổng nghiền rượu. Trời đó là tao nghe nói rồi, tao nghe mấy nhiều thằng nói kiểu đó thì không. Bà bán vịt ngày bà kiếm được nhiêu buổi sáng bà kia kiếm được 200 đó. Trong ba làm cũng máu nhổ từng con vịt đúng không, nghĩa là cũng mát được khỏi dùng cổ cò nổ mát chai phòng trái hết. Bà bán này coi dữ lắm mà bà bán một ngày bà lại buổi sáng bà là 200 ngàn, nhưng mà thời gian bà bán được thì bà phải là bỏ ra rồi dắt tối hay dắt bia là bà nhổ đó là mẫu xẻ rồi làm từ lưng ra kiếm 200 ở Bạc Liêu. Sẽ kêu rồi sẽ nhắc đủ nó đi kiếm việc làm, đi kiếm đi thôi, nhà không kiếm một cặp vậy hết. Kêu chỉ chở nó đi, tại đi mình đòi đi cũng không được, kêu lại quán Trường An. Ví dụ nó đi nó biết quán Trường An là quán nào, mày hiểu nó biết quán Trường An không? Cái chữ chàng trường nghe cũng chà bá đó mà nó không biết luôn á. Hiểu rồi. Mình cũng tội nghiệp nhiều thế đấy, tội nghiệp đó. Rồi mình nghĩ cái là nó chín cho cái phần má bầm ở trên lưng chút đó bây giờ. Chính rồi đó, múa đều đây đó. Không đẹp đẹp nữa. Điện thử á, điện thử đây bỏ. Không có tự nhiên. Ở đây bóng vàng. Điện thoại nó ngập tiền mấy tháng rồi. Mua gì điện? Điện là trên Zalo Facebook vậy đó. Rồi mới qua hai. Chút nó phát nhạc chứ ơi, chút nó đi. Cái ra lật bụng ra đi, chính là bụng nữa. Giờ mình nướng hai lần rồi, trước tiên hồi nãy mày nướng cái bụng nãy mà mày nướng sao nướng cái bụng nữa, lật ra đây đây chính rồi. Ngỡ cái đầu luôn chứ ngỡ nước cây mía. Đó chính rồi đó. Chính thiệt không ơi? 10 đi chín đó. Má thơm hết nó kể luôn. Cái xương bỏ uổng mày. Để bỏ à. Mà bỏ nó quýnh chết luôn á. Rồi rút ra. Tắt nhãn cái sĩ. Đưa lại mượn ai. Má kìa. Để cái mía luôn đi. Không nướng cái đầu lại. Nướng cái mía không đi. Chuẩn luôn trời. Chính rồi. Ê, mày ngắt ngang cái này đi. Ngắt ngang cái này với cái ruột ra. Đầu bỏ cái mía vô nướng cái đầu lại. Đúng rồi đó. Mà tắm mày gì ăn quần què hay cái gì đâu. Cứt. Rồi đó ăn quần què khi ăn cứt một cái nữa. Đó, bẫy mặt rồi đó. À, tôi xanh. Bẫy mặt. Ê, để không đi. Cái ruột nướng hơi khô gan sao ăn. Má đỏ vô cái ruột luôn. Nông. Má cái này mới đã nè. Nè mấy cái này nè. Chạy mở luôn. Từ Thiện Nhi đây. Từ Thiện Nhi sao nghe ai? Tôi là Từ Thiện Nhi à, đừng nói Từ Thiện là tôi không có chịu rồi nghe. Mà tự cá lóc nhìn tao chứ gì? Đúng rồi. Nhìn xỉ không nhìn? Nào còn nước ớt. Cái này chín rồi nè. Còn ớt. Rồi búa đi. Má ngồi hết cãi rồi. Má ai kêu mua cái lóc gì nướng là chó kêu. Đúng rồi. Đã bắp này thì đủ má, chó ăn nữa rồi, ai ăn nữa. Đó có lẽ hai bên đi hâm hâm cho nó nóng. Nấu kìa, mày coi kìa, nó nóng hay nó nguội vậy, nó héo, nó héo rồi đó. Nó nguội là teo rồi à. Má ngọt quá. Ừ. Ê, mấy đồng cảnh kêu rồi. Ui á. Biết rồi. Má nó chơi nó. Má nó chơi chị xanh. Bằng lĩnh. Nó xài rồi. Bida. Ê, mùa mi 0906 658 106 09 44. Ê. Má mới đọc 0909 09 44 Vina ông nội Vina 44 thì... Má đọc trước rồi 090 Mobi rồi đó. Má nhớ 09. Mà ăn cái gì? Trứng là chưa chín nè ông nội ơi. Chín rồi đó, mà tại nước á. Chưa chín thì để chán đau. Cứ cái nào mát 0944 thì. Ừ. Quá ngon thiệt. Còn nóng nè, cái khẩu ăn lẹ cỡ 15 phút hết rồi má. Là con cá nó chưa kịp ngủ. Nhưng mà canh thử ăn hết cho mình nhận bắp nữa. À. Ăn kìa. Bữa năm mày bữa ăn giống hết trơn. Có miếng ngọt ha. Ừ. Không hầm lại nó nó má bà nó không sai cái lóc đồng thiệt mà. Nhiều bà bán ế, nhiều bán giả mà. Ha. Đó tính bán giả. Cái nhà của Nam Phúc. Ăn nó chập rau vô thơm mình. Xanh nè. Em lầy làm gì không à. Sao xanh. Cuốc cái ruột cái này đủ má máu chảy. Hai dòng máu chảy. Cuốc cái ruột cái. Ê mà cái ruột cái dính đâu ta? Cái ruột cái làm thêm cái má nữa ha. Hết nó kể luôn rồi. À, nó ngon hết kể luôn. Tưởng má này phải có. Má thiệt. Má hành. Đúng rồi, má hành đậu phộng nữa. Má tương xanh. Ngon không? Tương xanh. Đậu bún ngoại. Má không tiền không? Má tiền rồi, lấy điện hết trơn tiền. Nãy những vũ. Mình đang hút ra. Ha. Ừ. Bữa nay là phải lễ rồi mà bạn hả? Qua lễ ăn, qua lễ nữa. Mình ăn mình xong lễ đó. Mình phải lễ. Là nguyên đậu nó chạy xới vậy đó, không cần cho khách đâu. Về có taxi dùng gì mà 58 là cuốn gì ra mới động ra trời. 58 hay 38. Thấy chạy ngang người ta. Ta kể tính 38 mình thấy 58 là có gì đó cũng gần. Hàng năm mình có Sài Gòn không á? Biển số phải không? Từ 1 tới 9 là Sài Gòn. Đâu ý nó là 38 là của taxi, thằng của Mai Linh. À, số điện thoại hả? 27 là của Winasum. Ý nó là ở số điện thoại của mà taxi á. Vậy nó ra nhiều cái. Quân Trang giờ cũng ra lắm. Xe màu gì? Xanh. Xe màu xanh hả? Ừ. Xe màu xanh là Mai Linh. Không nhưng mà nãy là 58. Không 58 thì hơi dùng tiếng nó 38 chắc ở Sài Gòn, 58 thì chắc ở Bạc Liêu rồi từ tỉnh khác chẳng hạn. Thôi hình như là 38 không ơi. Mấy đầu? Hả? Mấy đầu? 8 không số thấy có biển số à? Ta coi những cái số bự đó thôi. Số điện thoại phải không? Ừ, cái điện thoại á. 58 á. Cái đầu tao không coi. Trời trời. Trời trời. Số đầu nó không coi trời trời. Nhiều khi ở Bạc Liêu cũng có Mai Linh vậy. Nó cũng vậy đó vậy. Ừ. Sao vậy? Mai Linh nụ má nó bán sẵn đâu. Bán gì theo đâu rồi nhưng mà vẫn có cái thương hiệu đó. Đâu lắm rồi. Để con. Giờ đủ má này có tiếng thì xe mà đường dài nhất rồi. Cái đó Trang này. Ủa má coi nào bằng Phương Trang Bắc Nam. Thấy thì xe cũng đi im lắm. Phương Trang nó tai nạn nhiều. Giống là đi Hoài Linh rồi nè Tấn Hưng rồi á. Ừ. Không mà đi là Bắc Nam mới thấy Huyền Sa. Huyền Sa là đủ má. Phương Trang là thấy nhiều đứng đầu rồi. Nhưng mà không vô biển rồi. Phương Trang là cảnh thành phố. Phương Trang đâu vô biển rồi. Không vậy. Đông thế. Đó. Trừ cái xe bao nhưng mà bến của nó là không có dùng điện. Vị Thanh nè. Vị Thanh là cái gì? Thành phố Vị Thanh. Lộn. Tụi nó đâu về đâu. Long Mỹ nè. Long Mỹ thị xã Long Mỹ. Thị xã Long Mỹ lâu rồi. tới mấy huyện này, thị xã, tỉnh với thầm nó về thôi. Có huyện mà, có về huyện không mày? Có. Huyện Hòa Bình. Đâu? Có đi ngang. Thị Hòa Bình lên. Có đi ngang. Quyết định. Ừ, là con nghe nè con. Dạ cũng để đỡ rồi coi, bởi vì nó hơi đau ngực quá. Dạ, con giờ này sáng nó mua thuốc uống rồi. Dạ. Dạ, con nói thì hôm con hết nổi luôn rồi. Con quải quá trời quải luôn. Dạ, đó. Chạy lên những cái vùng nước chảy mà con nhớ chạy bình thường, nhưng mà thấy chạy cái chuyến này con nó mệt, nó quá trời mệt luôn á, rồi mới bệnh gì. Rồi là có đi lái lúa nữa cho con. Dạ. Con bị rối cái ngực hoài luôn rồi, có gì nữa. Dạ, trời có gì đâu. Chạy dài con nghĩ là chạy có nhiều khi xảy sai sót rồi này kia còn nhiều hơn nữa, gấp biết bao nhiêu lần, cả chục lần. Nhưng mà cô đưa tiền xe con về chạy là được rồi, với cô cháu mà con có nghĩ gì đâu thiệt. Ở cái cống mà ở 4.000 nó mở đi đường tắt được đó em, mà đi đường vòng chạy cực nữa, đi vòng cực dữ lắm. Là nó đâm mình bởi gướng lên cái bãi cạn á, không nó đâm qua là cái tay trái, con lấy là đâm qua tay trái mà lấy không ăn á, nó cạn quá, lấy không ăn rồi mới đâm qua kia là con lấy lại không ăn, rồi con ấy cái máy là con đạp lái qua, cân cái máy lên đập thì đạp cái lái qua chứ không phải là ve, con đạp qua cho con lấy theo chiều luôn mà sao mà nước nó đổ vô quá trời luôn á, nước ngoài đang nước lớn nó đổ vô quá, rồi là mới bá vô đó đó. Giờ đâm một bụi lá ở ngang qua sông đó. Dạ, phải lãi rồi, tai nạn năm nay con xui lắm cô ơi. Dạ. Như người ta nói đâu có sao đâu. Ủa má đâm một cái đó mà chị. Chạy ghe hả? Chạy ghe đụng ta hả? Đụng bá vô cái nhà sàn người ta. Gậy sập nhà luôn quá. Ông sập hai cái trụ luôn. Rồi thà đã gì? Chỉ chứ không đền đủ mà cái lúa người ta lại đi nhận kèm luôn. Mày chạy đâu khỏi. Mày lái hả? Thì tao tài công. Nhưng mà đủ má buồn ngủ. Ngủ mà nghĩ sao 1 giờ ngủ 3 giờ rưỡi thức. Chạy tối ngày rồi, nguyên cả ngày rồi chạy là tới xuống lúa cỡ 3 tiếng hồ xong. Nói đâu được, đi không vào. Nhưng mà mình không có làm kiểm ra đó được. Mình né chứ kia qua mặt mày, mình né. Thằng né một bên, né bên kia đủ má là chụp là ở bên cạn. Nó đâm. Tốp ra rồi, nhúng cái máy nó rồi, mình thấy đâm rồi mình biết rồi. Đủ má mình lấy lại mà nước lớn mà đủ má xá nước lớn mà ngã năm gì, sát chạy ngã năm là cống đá, chạy ngã năm á. Nước đổ vô như thác vậy đó, sát cống đá luôn, cách cống đá không được 100 mét, nước đổ như thác luôn. Ủa má nó bê vô cái nhà, Tao mới đạp cái đáy là đạp không được, bá vô liền, đục cái lắp qua đạp đéo được. Ba là đi cái ta hết cái chân luôn. Tao đủ mớ, tao tán ngàn ngủ, cắt má tao mệt đó, chở nổi rồi. Cô Linh nói chuyện phải quấy tao đi chứ giờ con thì con hết nổi. Mệt hết cái đĩ mẹ luôn rồi. Cô đủ má tiền công lấy ra nghỉ trả luôn. Má đưa cho 100.000 về tiền xe. Hôm nay mình lấy tiền, nó có về coi. Tao xếp đầu rồi nó có về. 100.000 về xe. Đấy mình đi, mình nói lấy tiền, mình nói về. Nhưng lúc nào tao cũng biết mà. Uống thuốc đi cha. Hả? Uống thuốc đi. Nãy nó uống thuốc đó. Mẹ uống thuốc nè. Bà nói nhà mua thuốc uống con, bà mua rượu xuống nè, bà mua đường. Quậy ngủ dưới đường, bà nói là tao mới bọc má này khấu này, bà là để gần rảnh đi chuyến này bà xuống bà thăm mình chắc cũng có thể cháu ta làm giả chứ xị vậy mua thịt lộn về hút nước xong đéo ăn cái gì bỏ hết. Để bà để ai nói gì làm giả ăn thịt bò không hả? Trời, tao không ăn thịt bò đâu, tao học thịt lộn hút nước. Giờ bỏ cái hết. Ăn gì đó. Má đời. Má là mẹ xui thật. Má tính nhà nãy giờ không thấy nhớ uống luôn trời. Nó mồi nó càng uống. Như bỏ tao quận rồi đó. Bỏ mấy quận luôn rồi đó. Anh nghĩ gì thể xây rượu má, cà bắt thì nó xây quan sát chính xác. Mày gót giùm đi. Ơi đừng có tào lao. Mày để tao lại gót rồi mày thấy tội không? Không. Để gót. Ơi. Đi cản khách tới nhà đâu cho gót rượu được. Nhà tao nhà này hả? Nói như kia kìa. Khách đến nhà thăm cho trà ăn cho gán rồi. Nhà tao cho trà, cho gán có cây lon nhà có luôn. Mày thích sử dụng cái hàng nào? Chứ gà vậy không có à. Chứ gà, phải tới tao rồi. Nhớ tới tao. Đúng không? Ừ, đưa giọng luôn đi. Dạ rồi. Má bà tao có rượu hoài. Tội. Thấy con tội không? Không. Nhưng mà thôi không cãi đi. Thấy con tội mình không cãi đi. Tự quen. Má con cá nhậu ngon thiệt ha. Đúng không? Ngon mà rẻ. Má 40.000 rượu. Má mua mồi tàu lao nào không ra cái giấm hồn không má ăn hết chút gối cho anh gửi cho biết nha, gửi cho miếng da này nè, gửi rượu má chớ nè, gửi miếng da chị không để cho nó bế cơm thì bỏ miếng da này nè, dắt nữa rồi nướng, này gói con nếp nướng được hết, da này nè, bây giờ mình chơi thử ha, nướng, gói con nếp nướng rồi tươi xanh luôn cái trời. Không, giờ cái miếng da mình nữa làm phơi khô đi, mỗi mình nữa ăn. Không nữa đâu. Kiến bông vừa đục, banh á. Kiến không đục à? Kiến đục thì vừa cũng bu à. Họ bày vậy đó. Cái nắng cổ à, xài tê. Bà đưa lên đục cũng ăn á. Không tập tử được ông nội bỏ nước nữa. Nó còn nước quá nè, gan nữa nè, còn như có bài đi nó ăn sống. Tin được không cha? Cha đâu nhắn đâu, đọc tin nhắn. Bấm gì? Đọc tin nhắn vợ xuống. Đọc tin nhắn vợ xuống. Ai mượn cái đầu tao lẹ tao đọc nhắn. Ai mượn cái đầu tao lẹ. Đọc nhắn chút. Này khô gan luôn vậy. Khỏi ăn luôn. Cái gì? Đọc được rồi đó. Đầu chưa đâu, đầu để đi. Con đầu cho không biết rồi mày. Không biết luôn đầu. Cái đậu lấy hai má rồi, cái đậu còn cái gì nữa hết. Đừng nghe nè, hai mày từ nghe khúc này, để ở đây. Chút là dẫn tao lấy bọc gối này, lấy giấy gối này. Cho anh cho biết. Lấy cơm nữa. Wow, cơm lẽ là chảnh luôn được. Giò thêm miếng cơm nữa, cho nó trắng bộ. Wow, nấu gì là mày có đậu với nó nhiều lắm á. Tính vậy đi, được không? Phải tính gì ruộng nó tươi xanh luôn. Vợ nó chảnh không lẽ nhà nó không có gạo sao? Giờ mình chở với nó ăn cơm đây. Nên nghe mình nấu cái này mình có lẩu với nó gì lắm. Lấy xuống ăn cơm được, nó có lẩu. Con má rồi ngủ hết mẹ. Không. Còn đám tao đó giờ đi nhà tao ít nào cơm. Nhiều khi mà đấu dữ lắm. Chịu không nổi mới chập túi không còn tiền thôi là mới đi thôi. Mới ăn thôi. Mình thấy cũng tại đánh rồi đó, đánh tao rồi đó giờ đánh. Lèo không? Đu tét lòn không? Nha lúc trước mấy cái bà, mấy ông mà người lớn cái chuyện Tiểu Lâm á, có cái bà nào bả bán đậu à, với bánh cát. Rồi sao? Đu tét luôn đó. Người Bắc. Lũ tét lồn không á? Lũ tét lồn hả? Lũ đủ với gì? Tét lộn hả? Ừ. Nhiều chảy thì nhiều cái chảy nó xâm mấy bắt nha, không tiếc. Như bắt là vô tập kết ở trong miền Nam á, đúng. Anh đụ má đâu có biết chỗ đĩa đâu. Để ngang cái đám đậu má rau thơm người ta rau găm người ta rau thơm á, thì nãy rau thơm nha. Để rồi đậu má có gì chịu đích đâu. Đậu má bứt cái đó chịu đích. Thì mới thế là vịt mẹ mấy nam này thế đồ chịu đích trong chẳng thơm á, thơm ngát. Vịt mẹ mấy nam này thế, vịt mẹ đó chúng nó mình chúng vịt mẹ chúng nó thế đồ chịu đích nó chẳng thơm nhất. Mà thì con tôm này đủ quá rồi dòi cho đến quá lên hưởng cái tay tao phức đủ quá định mẹ nó chúng nó miền Nam thế đồ chủ đích chúng nó vẫn là thơm họ ngoài đâu có đâu đủ không á. Nó có định mẹ không định mẹ chúng nó ai bố vậy. Đúng cho mày. Mà mở cái này cũng nói chút bỏ hết à, không ăn đâu. Má, người cũng người quá, ngọng quá. Thấy taxi đổ ra không? Trời ơi. Tại hết me. Hết me. Không hay không? Không nhớ, nhớ chờ cho mày coi. 3.000 nữa hả? Ừ. Chả bỏ hết chứ, để ta chờ anh chứ. Hồi nãy thì nói đủ má chua lắm. Bây giờ thì nó khác, nó nồng. Để đây đó chanh không? Sắc đó. Ừ. Sắc sợi nhối này. Sẵn này ăn ngon. Bỏ luôn. Không có mùi nữa. Me thì có me. Tắt này có tắt. Để vô ăn không ra có gì. Ăn bắt chứ ăn lại trái me thôi. Ăn không biết chua luôn. Cá hành kỳ á. Lâu lâu ăn được ăn hoài đủ má hư cái lưỡi luôn. Anh là biết cái hành kỳ không? Nó là cái ăn ghét hư lưỡi luôn. Chứ còn hai què nhậu đủ má xài với bạn nó nhậu hoài rồi. Nhưng mà tao lượng nó nhiều tao biết. À mà muốn nhậu mà cá đội với người ta mà ăn trái hành kỳ vô á. Muốn cụ như uống rã vậy. Tao phải uống nó rã, uống nước ngọt chứ. Còn đó sao? Còn có chiêu tao á. Nếu mà nhậu vô á, tao có chiêu game. Nếu mà nhậu thấy mệt rồi phải không? Tao vô tao tắt màn chanh vậy đó, tao bắt miếng nước nóng. Tao quậy miếng đường tao uống. Quậy tới tao này chắc có lên tới chút gì nè. Chút xíu gì thôi, má uống đi. Uống vô chút cái đủ má tao nhậu cho mày coi. Tao, riêng tao á, tao hợp chanh nóng á, tao hợp lắm. đâu tờ hộp với cho nóng uống vô chút rồi tụi hết ra nhậu cho mày coi còn vụ nửa tiếng đồng hồ thôi. Tạt tôi mù tạt tao thì nóng nóng súp tao hút súp được hút thì được nhưng mày hút rồi nhậu nữa nhậu không. Tôi nhậu với mù tạt tôi nhậu dữ lắm. Má có trái hàng kỳ á, má nói trái hàng kỳ ăn vô cái nhậu dữ lắm. Hàng kỳ đó thì không biết. Chứ lần đầu tiên ăn á, nói tao nghe nói thôi, chứ tao cũng không tin gì mấy. Lần đầu tiên mới biết nha. Mày có ăn chưa? Ăn rồi. Là lần đầu tiên mới biết á, là thằng đó nó đưa cho tao cắn thử miếng này, tao ăn thử miếng, nó ngọt xớt, nó ngọt liệm luôn á nghe không? Rồi ăn thử miếng chanh này, ăn miếng chanh này đủ má miếng chanh ngọt với đường, còn ngọt gắt luôn á, má chanh mà nó ngọt như đường vậy đó, nó ngọt gắt luôn á. Uống nước cũng ngọt, làm cái lồn què cái lưỡi nó ngọt, cái gì nó cũng ngọt hoài luôn. Biết cái lưỡi hả? Cái lồn què nó cũng ngọt hết trơn. Bị giác bị đánh lừa. Nhà trên cây Bạc Liêu có nhà cây trồng nguyên 2-3 cây, 2-3 bụi chà bá. Cái trái tí giống như cái trái vừa thường làm đeo chuỗi đeo á. Tròn tròn nó nhỏ. Chín nó đổ quét rồi. Bo bo. Trái bo. Trái chuỗi trái bo. Ờ, cái đó đó. Nó hơi bự bự xíu, hơi tròn hơn. Nó giống như trái cà na mà thu nhỏ vậy đó. Trái bò nó có lỗ hai đầu á, mà nó thở kia được. Ờ thì nó giống cái đó là bự hơn chút xíu á. Nít thì đó hay đeo trái bò. Tao nít đeo rồi để cho nó đẹp đẹp. Rồi đủ má không rồi thúi nữa. Xinh thế. Mấy người thúi. Con người em mấy người thúi. Thúi là phải bộ đội. Giờ tao thấy dạng tao nông dân gặt đó, giờ tao là thúi ngủ đi nó bà thấy là nào quá mơn ấy. Tôi làm đi làm gì mà để thúi tụ xí đá vô mấy cái khay đá chấp đá rồi nó chấp đi đá chấp đi đá chấp. Tao đi ruộng ốc ốc gà nó xôm đậu má xôm xôm thì đỡ giờ yeah, hãy đổi đi thẳng cái bóng luôn lấy cái đợi xuống cuốn ăn cái này lên nướng hâm lại không cái này lên nướng hâm lại nóng má mới ăn miếng này ngon mày hâm lại ngon á mấy cái đó thì mày đúng mày ngon nhưng mấy cái này nó có đâu mới thịt cá nè mấy miếng cá nè mấy... cái này nè căng bằng cá bằng hơi mấy miếng đó thì nó nói về mấy miếng đó là nó chắc mỡ còn cá nó không chắc mỡ cái đó kìa cái miếng kìa miếng thịt kìa ăn đủ má sực sực đã lắm hồi nó khô gan luôn ăn đủ mấy trái nè còn nước nhóc luôn khô gì để như vậy mới ngon lắm. Không nóng, hâm lại thôi mà. Tao thích gì đó, biết đâu muốn hâm hâm. Hâm đi lấy đậu xuống ăn. Trước khi hâm thì lấy mấy cái mỡ này ra đi. Cái mỡ. Cái mỡ thù tôi ghét nhất mấy mũi chó. Cắn đau chích mẹ. Mỡ này rồi mình hâm đi. Đúng không? Ừ, hợp lý. Ừ, đúng rồi. Nó gan nữa nè. Gan này chưa hâm nè. Bỏ ra luôn đi. Mấy miếng này giòn giòn mới đi. Đó. Rồi. Chưa ăn nó khô gan. Ừ, nóng nóng ăn dễ ăn mười. Nóng dễ. Mày nghĩ sao về cái lần đó thì hai cái nó chia đôi. Cắt nửa quần chân mà. Làm được cái gì nữa hết trơn. Tao gọi miếng này luôn đi. Nhưng mà hai cái nó dễ lên tét ra, nó chưa đâu đấy nữa. À, má gì hấp dẫn không? Rồi, đồ má mày ăn này đi, hai tay miếng đó. Mày khỏi hâm mà. Tao ăn đâu với miếng này nha. Sậy. Rồi, lấy cái đậu xuống ăn được rồi. Ăn thì đến ăn đi, biết đâu. Đưa cái mía rồi. Miếng này nó chỉ hâm chưa đó. Để mẹ đi. Đeo. Muốn hầm. Ồ, má lại thằng sửa quá chị. Đó. Má lại bận bỏ, bộ. Má. Má chó ăn. Rồi cặp ơi. Chó ăn. Chó ăn. Cả thêm cái đây. Má nó cái ngon lắm mà trời đĩ mẹ nó ra. Không chịu nữa. Đụng má. Má nơi đằng cái khúc ngon nhất luôn. Chó đẻ thiệt. Bây giờ lạnh chó cũng chịu nữa. Béo lòng người nữa. Ăn cái đó rồi mà nhai nguyên cú mía luôn nha. Để không kẹp nha. Kêu nhai nguyên đủ má cú mía luôn. Giờ làm chó cũng chịu nữa. Béo lòng người nữa. Cần Thơ sao trắng nước trong tôi chạy ghé không được cái gì búa đi bả nhờ bả về nhà để cho con quá làm lên lúa lên đi. Bà trốn luôn hả? Mà ta đàng hoàng mà đâu có chuyện gì nữa đâu. Ta đàng hoàng nhưng mà đầu óc quá mệt. Tâm lý. Bà lúc đó bà có ngồi trong ghe không? Bả ngồi trong ghe. Chắc cái bả đụng cái giật mình luôn quá. Ừ. Mà đụng nhẹ rồi, có mạnh không nhưng mà cái ghe nó nặng quá. Ghe nặng. Nặng quá. Tao nữa mới 10 lầy nữa không trời, tao lên 8 lầy nữa không trời. Hai gớp luôn nhà bỏ ủ. Búa luôn. Đó, ăn thì giờ có đồ nóng rồi nè. Không dọn dọn con cơm đi. Khô quá trời mẹ ăn dở. Cá đứng để khô quá không? Mất chân ngọt. Bột. Ngọt. Má này mua lít 2,5 lít cho mẹ cái tên này. Lít sao bán rẻ vậy ta? So với mấy hộ chảnh nó bán nhiều người ta. Đúng không? Ừ. Má mía còn ngọt quá nè. Trời ơi, má ta hay vậy. Má chắc bổ con cá vô con mía chừng. Má tiếng là chưa khô nữa. Nè. Thôi được rồi, ăn đi. Ăn trứng được rồi. Dạ. Gian luôn. Sống rồi nè. Để chút khô khỏi ăn luôn. Thôi để mẹ để đi. Giờ ăn cái đầu nè. Cái đầu có nhiều ngon nè. Tao chỉ thích ruột với thịt. Chó thì đập nó bầm còn tới đây luôn. Cần gì đập lấy cây tay sỏi rồi luôn cây mẹ má để mình hâm nữa. Cần gì hâm để ăn luôn không mới nè miếng nó mày quên nữa. Ôi đậu má không có nào nó bắt hết trơn. Thì mẹ nó mua 2 ngày nó bắt được rồi. Ngửi cả đống. Đúng rồi. Đây. Già như là đu xí tắm lại gì đó. Đầu lo tao già. Quá già luôn. Tao quá già nữa chứ già hay gì. Chính này. Cái này có sống đâu. Thấy ghê nữa tắm lại. Ủa mẹ tay nó giờ nó bóc cái gì? Để lại đi. Bóc rau. Bóc cục thôi. Đầu lo tính đi. Đó. Nóng không? Nhưng mà nóng rồi đó. Tay nhớt không à, đậu má về chưa cắm lên tay ra nữa. Má nửa đêm rồi, đậu sới xuống, gỡ gác 2 lần là tao quên được. Khúc gần chạy với nâng chân á, tao sợ xong cá sấu thế. Má cũng là sợ cá sấu dữ lắm á. Sợ cá sấu thổng chuồng á. Xúc chuồng ra đậu má nước ăn hèo à, cái vùng đó đậu má ghê với mẹ đậu. Cái ghe tắt máy giữa xong. Má tao gắn cái thủ mà nó mệt, đậu má tao nó cãi rồi mà tao gán luôn. Cái ngực nó đau nữa. Đau ngực nữa, bị đau ngực nữa. Má búa liền gỡ gắt 2 lần vừa gỡ xong đổ má đặt cái máy vô dính đó. Nguyên một cây chuối nữa. Tao nói là vậy hơi vừa tội rồi mấy nó đụ má phóng xuống nữa đậu sới ra nữa. Nếu giờ con hết nổi coi chạy tới 1 giờ hết nổi em ngủ coi phải đậu ngủ mới được chứ giờ đâm mà đủ 4, 3 giờ rưỡi kia tao thức. Thức đủ má mà tao ngáo ngáo rồi. Dừng nhướng nhướng ra, dậy tới đủ má 5 giờ rưỡi. Búa liền. Đụng nhờ tao luôn hả? Đúng. Ghe nhỏ không? 28 tấn. Má mà mấy ngoài khó chạy lắm, mấy trong thì cỡ nào tao xử lý được. Mấy trong giặt cái cần ve cái đủ má tao đạp ra một cái một. Kéo ra một cái một coi nào có xe xịn. Mấy ngoài mày không được, mấy ngoài mày ve một cái á, đang chấn nặng phải không? Cái cẩm ve một cái là nó bê cái láp ra rồi đủ má coi được. Mày kèm không nổi, nó nhúng cái láp. Má đi về mấy ngoài khẩu á. Mấy trong tao thiệt một mình đâu. Vừa ghé vừa cột dây mình đâu. Nó thiệt, mấy nếu mà mấy trong á, tao ghé tới cột dây mình đâu. Ghé rồi, rồi chạy từ cột dây mình tao luôn. Nhưng mà vẫn không câu à. Má nó ngoài xạo quá trời luôn, má nó mệt con lắp con ngồi này nó mệt. Tay chân về đụng má vậy mới chơi ghê ê. Mày đứt đụng má dưỡng viên nó cẩn từng để. Cái ngực thì đụ má bá vô làm con ngày mà có thằng cái đó. Biết mày đụ má mày xuống xe mày chạy liền biết. Cực rồi. Thôi đừng có làm cái khác. Ngày nhiêu? 1.900, 1.900 có mấy trăm. Ít quá ha. Đụ má mày xuống đó đi rồi mày làm mày sẽ biết. Vậy đi. Rồi chạy xe còn sao? Chạy xe có con cặc gì nặng bằng cái đó. Thức đủ ít xíu người ta thức một lần cả từng lẻ. Nhưng mà công việc nó nhẹ. Nhẹ gì? Mày có làm gì mà nặng? Chắc hàng chắc con đĩ với mẹ luôn chứ đó, nhẹ cho ông á. Chạy xe mấy tài xế làm gì? Làm gì không chắc hàng? Làm giác. Chắc bà nội nó chạy luôn á. Tài xế làm giác. Làm gì không giác? Giỡn hoài. Nó ăn công nó không giác thôi. Không có đường. Không có đường tài xế làm giác hàng. Chỉ có làm cho bà Thủy thì giác hàng nữa. Chứ gọi làm đủ má. Mấy cái dựa cốc cốc ở đây là còn giác mà đậu má tài xế mà ở Sài Gòn rồi đó đậu mẹ thằng nào mà dắt hàng. Đừng cãi tôi mấy chuyện này. Đậu mẹ đó có màn lơ hết tài xế. Lơ tôi lơ nè. Bắt mới gì nó phải giác. Làm giống giác. Coi đâu. Động rồi. Lộn không? Mẹ nó lộn rồi. Má mưa nữa. Thứ mà không có một thằng lơ nữa ha. Thấy nó sôi vậy á. Nóng chưa? Không giác á. Quá nóng. Là mấy thằng đó nó cậy đó. Má hay bắp kiếm vịt nước. Thì bởi vậy rồi cá con sĩ nó đưa cái tấm hình kia coi nè, còn không? Hả? Còn tấm hình đó không? Còn chứ luôn. Má coi cái tấm hình mà bỏ lên thôi. Không có mẹ mà coi kêu lót rồi mình đó đó. Nhìn hấp dẫn lắm. Là chụp đăng lên Zalo hả? Biết gì có nào nữa. Kêu mày vịt nướng hay gà nướng gì á? Chắc nó gà. Vịt hả? Con vịt trà bá lửa vậy á. Má ngon bì. Rồi đạp thẳng là 4 thằng thôi, đấu lại thôi là vừa. Đồng tiền lại chơi. Thì hôm đây ăn đủ 50-30 gì đó. Có dữ. Con vịt giờ nướng vịt mất xéo khoảng 2 kg ngoài. Nhưng ăn nhẩm là rượu á, tiền rượu, tiền lá, tiền hút. 2 kg ngoài nhiêu? Hả? 2 kg ngoài nhiêu? Khoảng 100. 100 hả? Vậy vậy. Ừ. 1 kg cho nó là 40.000 đó, 2,5 kg 100 đó. Chứ đâu có quá đâu. Để mai kêu bả mua con vịt về quay. Nhưng mà phải than giữ mới được. Than nè, tự đốt nè. Than thì thiếu gì? Đó là nồi quay hơi lâu nha. Quay lâu lắm à. Thì nè, đã bắt anh em để dành lên mai nướng nữa không đợi. Không, cái này là đậu má quay vịt là xỉn thiệt đó. Ưa rồi thì dọn đi. Còn nụ mẹ đợi thế này còn mờ quá trời sao mà dọn được. Hết pin điện thoại.